mua món nữa nè. Mua gì vậy? Bún ở trước này có bán bún rồi phải không? Có. Bữa nay mừng chị Xuyến có người yêu mới cả nhà ơi. Đó. Dạ. Chị Xuyến giấu mà vô tình bị anh Tấn Lai Dung mới phát hiện là đó, hai đứa nó đi chợ bò ốc. Trời ơi, dữ dằn. Tình tứ đi vô chợ luôn. Chưa gì là nghe nói là sẽ là trụ cột gia đình nữa. Trời ơi. Mua nhiều nhiều đi, bữa nay chồng trả tiền. Đó. Hai đứa bay đứng sát vô coi. Trời ơi, tướng đứng mua cá nhìn thấy thèm không? Mua về rộng mới chứ ăn gì con để dành. Tự lên mấy chị ơi. Đâu ai ở giá đâu. Đâu ai giá đâu. Đâu. Ai chưa có chồng nhà tôi còn cậu chưa có vợ nè. Để. Chị vậy? Trời ơi, tính thấy sợ không? Dễ sợ chưa? Giữ đây trời. Một ông đi, ông mất tích rồi hả? Trời ơi, dữ tợn chưa? Hai con nhiêu ạ? Hai con 100 ngàn. Bọc cá nhiêu mắc dữ vậy? Hai con đó 75 ngàn mà mắc gì rẻ em bớt rồi đó. Trời, hai cá hai con 75 ngàn hả? Thôi mua nữa đi, bữa nay có chồng trả tiền. Dạ. Ừ, chúng mua nữa đi. Trời ơi, chồng con xiên nữa kìa. Ai xiên? Cá lâu kiến quá trình kìa. Thôi, ê, giục tụi con. Trời ơi là trời. Rửa tay cái thùng nước. Một hồi con chụp vô cái áo là tao không phình được luôn á. Rồi xong chưa? Mua gì á? Quá dữ rồi, xíu bữa nay đi chợ mua cá lóc về. Về ra mua gà phải không? Ủa bữa nay có tư gà không mà mua dữ rồi chị xíu? Không, mua mấy mẹ con ăn à. Gì hả? Là bào hai con á. Mình nên bào hai con ha. Trời ơi. Em có ông cậu ông chưa vợ nè. Trời ơi, có ông cậu chưa vợ. Chưa vợ. Đâu đâu qua nói chuyện coi. Làm mai làm mối nó luôn. Mẹ rồi nói đi. Tôi được đi rồi tôi chịu tiền cò cho. Nhiêu nói trước đi, nhiêu. Chưa biết là chẳng hạn như bây giờ nè, để em nói nè. Bây giờ theo là có ba, bây giờ cô chị bao nhiêu rồi? Chị bao nhiêu tuổi? Có 70 trở lên. Không, chị bao nhiêu? Tôi năm nay hả? Nó tính là coi chưa tìm 60. 60 ha. Rồi 60 vậy giờ em có ba mốc là 65 tuổi là em lấy 5 triệu. 70 tuổi là em lấy 10 triệu. 75 tuổi em lấy 15 triệu. Đúng rồi. Bác có của nghe. Ừ có của luôn. Vậy nó làm tôi nói tôi làm không tôi là không nói tôi làm nó. Trời ơi ghê trời, con được đó hả? Ông này ông già lắm. Trời ơi trời. Con nói trời ơi, nếu mà ông làm không nổi mình làm lại ông ha. Đáp ứng nổi không trời? Thiệt không? Đáp ứng nổi không? Bây giờ ông thằng chết thằng mất tích làm để tôi. Vậy là thêm một thằng tới thì chắc là lên núi chơi luôn quá. Một thằng bỏ chạy. Giờ thằng nào muốn chết thì nhất vô hồn. Rồi, nghe nói hết hồn, biết có ông nội nào mà chịu vô uống tiễn không đây. Thì cũng mong chia sẻ cái video này để lấy tiền cà phê nè. Đó. Rồi, vậy đi. Cải xanh cuốn ngon
lắm á. Mấy chị hai góc đó giữ ăn bắp thôi. Cây một được rồi. Cây ăn cây để dành, có tủ lạnh mà. Không ngon, lấy cây xanh kìa. Bữa nay có gì mua hết đi chị Xuyến, chồng dắt đi mua mà. Rồi cá thơm chưa? Bữa nay được Tuấn dắt đi mua rồi quý vị. Tuấn đưa cho chị Xuyến xuống đi chợ bỏ. Đó. Dán luôn. Không có nhúng nước ngon lắm. Đúng rồi. Có hẹ luôn ha. Ớt không? Ớt nè con. Ớt nữa. Sắp có 5 ngàn à. Tìm sắp đi cho Tuấn ăn nữa. Thành nữa Xuyến ơi. Bán ra 2 ngày hàng nữa. Rồi có me làm nước mắm chưa? Chưa chưa luôn. Làm gì vậy? Ủa, con nhận măng ngon ghê vậy. Măng này măng dương luôn nè. Ngày nào phải không? Kế chỗ bánh mì Mai Dung đó. Dắt nước cốt sẵn luôn ngon lắm. Dắt chỗ bánh mì Mai Dung đó. Ừ. Làm cái chân luôn nè. Làm luôn. Trời ơi, lấy cầm nó chi vậy? Bữa nay một một bữa bữa nay làm gì dữ trời, làm nổi không? Vừa 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 ăn cá, ăn cá lóc mà vừa ăn chú chân nữa. Bữa nay làm tiệc chia tay giúp Tư. Vậy hả? Mừng quá ha. Chia tay. Chia tay lên xe qua lấy chồng. Rồi. Nghe quen quá. Nó chơi vậy. Thiệt á. Thiệt á. Xuyến nói thiệt á chứ không phải nó chơi đâu. Rồi. Xuyên nổi tiếng quá, xuyên chợ bỏ, ai không biết chứ người ta. Mà ở đây, người địa bàn ở đây mà không biết. Ai biết Xuyên. Ai gì nữa? Là cái gì này? Có duyên lắm, có nghe nhiều người hâm mộ lắm á. Ồ, ai kìa, nhiều người hâm mộ lắm kìa. 45 ngàn rồi. Kìa thì cho nó lấy, sẵn đợi đến nào được mê nọ. Nhà thơm này đủ phải không? Bữa nay về để ăn cá lóc muốn chua quá. Rồi gì vậy chưa? Có lấy gì leo chưa? Có lấy gì leo chưa? Đi leo còn. Để ăn cho nó lót cho mình. Ơi ơi ơi. Quá ơi, chị Xuyến bữa nay mua hết cái chợ bọt luôn rồi. Mới đi con vòng mà mua hết cái chợ bỏ luôn rồi. Gì nó vậy? Gì Dư? Gì vậy? Ừ. Trời lớn ha, xíu này trời lớn ha. Chiều nay có anh Tư ra nữa chứ gì. Chui chừng có. Xong chưa? Trời ơi, Dư ơi. Chê chế sữa lên đầu kìa. Mua hết chợ bọt luôn rồi. Mua sáng giờ hết nhiêu rồi chị Xuyến? Có 200 mấy rồi nhiêu. Trời ơi, quá ít ha. Đứng vô cái mẹ ra. Tưởng đứng vô luôn. Con để ở đây. Nè, giờ mình đi kêu về ở trong đây nha. Giờ đây làm sao ha? Con đi ăn làm chút đó. Nhớ cái cây dao gỗ hay cho mình được ha. Nước mắm rồi luôn ha. Tiêu tỏi ớt bột ngọt đầy đủ. Đó. Quá. Mua nãy mua nhiêu vừa ha? 10 ngàn đó. Ủa 10 ngàn có nhiêu hả? 5 ngàn chứ. Sao 5 ngàn nó đủ? Sao? Trời 5 ngàn sao làm chú chân đủ? Đúng không? Không đủ. Sao chị không mua nước nó dắt á? Ừ. Vậy. Sao mua kia nó dắt luôn? À. Em thấy nó để khô vậy đó, nó chưa dắt đó. Lấy gỗ đi con. Cao thiếu rồi, thiếu rồi, người ta dắt sẵn luôn mà 10 ngàn nữa bạn không như sao lấy gỗ đi, vô lấy gỗ đi, lấy gỗ với phát ra qua đây rất chân hả? Ừ đây đi vô lấy gỗ nhà ngồi anh Như kìa, ngồi anh Minh Như kìa. Xíu. Ai? Ngồi bên chỗ Như.
Hoàng để em lấy dao hết kìa. Nhớ biết làm không? Nhớ. Trời ơi, cái chảo kia nấu cái gì mà ở chổng không vậy? Chảo kia kìa. Cái chảo kia cái gì nấu cái gì chổng vậy? Trời ơi, Như ăn luôn kìa. Rửa muối lại con, rửa muối lại mới được. Chưa, chưa rửa sạch. Như rửa muối lại mới ăn con được. Con thích ăn rau đó thôi ha. Bỏ vô miệng ăn luôn. Ừ, nhai luôn. Ừ. Mày đụng vô. Hả? Mày phải coi nó quay. Từ từ nó rửa từ trọng để dặn. Rồi bánh xiên. Hả? Con thích ăn ăn nha. Làm rau làm gác đi. Ừ, lụm đặt rồi các kiểu. Dạ. Ủa rồi cái ông nãy chở chị Xuyến đi chợ đâu rồi? Ông đi về ơi. Về nhà ông à hả? Dạ. Trời ơi, bữa nay đi đi chợ thấy ông nào chở đẹp trai quá trời. Ông Năm. Vậy hả? Ông nói Long Xuyên phải không? Ông nói đâu vậy? Ông ở Long Xuyên á. Vậy hả? Dạ. Quen lâu chưa? Quen em cũng mấy tháng nay lâu lâu rồi. Vậy đó hả? Thành trụ cột gia đình luôn phải không? Trời ơi, trụ cột gia đình luôn hả? Trời ơi, sao ông hay biết gì chân vậy? Vậy hả? Trời ơi. Đâu mà ở đây quen tới Long Xuyên với chị Xuyên. Hồi đó có nhà quen mà tôi quen mẹ Long Xuyên mà. Vậy đó hả? Rồi lên chẩn rồi tới lui quen ha. Trời ơi, bánh tráng rửa luôn. Phật độ à. Bánh tráng rửa luôn. Ừ, Phật độ. Rồi đổ ra rồi ăn. Đất rồi. Quá ngon luôn ha. Cái gì ngon? Ngon. Cái gì ngon? Ngon. Rau. Cái đó ngon. Văn lúc lắm. Ngon quá Xuyên ơi. Ngon quá anh em ơi. Ừ. Nước tùm lum chè. Ngon quá Xuyến ơi. Ngon hết sức ngon luôn. Xuyến con ăn nhiều bữa hả? Ừ. Quá ngon anh em. Ngon quá Xuyến ơi. Ủa làm chữ gì mẹ? Chút nữa anh em mình nhậu nha. Ừ. Nhậu luôn hả? Dữ vậy. Dữ vậy. Mua về Long Bia nhậu nha. Có bữa ăn không? Có. Trời ơi. Ở chợ mọi ngon rồi nè. Bữa giờ xanh luôn nghe cả nhà. Con hưởng mùi gì mà hôn hôn đi chứ đó mà. Mùi rau. Trời ơi. Một vườn rau. Xuyến ăn rau dữ lắm. Xuyến ăn rau, thường thường ta nói đó ăn rau đau uống thuốc mà. Xuyến ăn rau dữ lắm. Ừ. Bây giờ hỏi nè, bây giờ đi chợ với cái ông trẻ trẻ đó, rồi ông Tư ông thấy rồi sao? Thấy kệ ông hay chuyện xin? Tư, chuyện Tư bình thường. Kỳ vậy, bá hội tay chia anh Tư, bá hội. Bạn thôi, chứ ông có cứ tôi đâu. Rồi với cái ông trẻ trẻ đó là sao nữa? Ông trẻ trẻ là anh em. Anh em hả? Ừ. Trời ơi, anh em mà chở đi chợ, trời. Bình thường. Tin nổi rồi. Rồi. Làm trụ cột gia đình. Trời ơi, anh em mà làm trụ cột gia đình hả? Dạ. Trời Phật ơi. Không biết anh em, anh gì đây, anh nuôi hả? Trời ơi. Chuyện anh em là chuyện bình thường, chuyện nhỏ. Tin chấn động cả nhà ơi. Hôm nay có chàng trai trẻ mà ở Long Xuyên xuống chở chị Xuyến đi chợ, mua chợ, đi mua hết cái chợ bò ót luôn. Dạ. Ừ. Rồi làm xong rồi chút điện ông xuống cơm phải không? Dạ. Ủa rồi ông đi đâu rồi? Ừ, ông đó đâu rồi? Ông bỏ chạy rồi. Gì? Thì kỳ vậy, mới đi chợ bỏ chạy rồi. Thấy Xuyến mua đồ quá trời mua rồi. Mẹ con ăn đi rồi anh đi ông chuyện chút anh quay lại. Vậy đó hả? Thấy Xuyến mua đồ quá ông sợ. Chắc bỏ ông chạy rồi. Đi ông đem mua món đồ gì đem xuống bạn chút ngồi ăn cho vui luôn chứ gì. Chưa con rồi để rửa mẹ rửa cho sạch. Tiếc là mới nãy mình không có gặp được cái chàng trai trẻ đó mà anh Tấn anh thấy quý vị, anh Tấn anh thấy. Vậy hả? Anh Tấn thấy chị Xuyến được anh chàng nó chở đi chợ. Ừ, đã ta. Xuyến này có tình mới nghe, có người mới nghe. Ủa nghe nói hai đứa nó ôm eo ếch rồi luôn đó hả? Ừ, trời lắm ơi, luôn. Trời, dẫn chơi đó mà. Chuyện này ông Tư coi chừng mắc cái hũ nghe ông Tư. Ừ. Mắc cái lù chứ không phải cái hổ. Lù hả? Cái béo hả? Mắc cái lù. À. Mày ăn ghét thành cái lù á. Lù dữ hơn cái hũ. Bởi vậy ra mà không có gì qua bằng tình nghĩa anh em gia đình ha. Là thương trên hết. Có gì nhiều dữ vậy? Ừ. Sáng là Xuyến kiếm người trụ cột gia đình rồi điện rồi. Dạ. Sáng là có anh em thương anh em đến rồi đó. Sáng là anh em thương. Ủa mà cái anh đó đến nào? Sáng sớm có mặt hả? Vậy hả? Trời ơi, cái ông đó đâu mà ông ghi số báo danh còn sớm hơn tôi nữa trời. Tôi đăng ký là lúc 4 giờ sáng rồi không kịp nữa. Dạ. Quá rồi. Xuyến nay lại có lộc ăn nữa.
lọc lá về, lọc lá về. Mình mua nãy mình quên mua món nữa nè. Mua gì vậy? Bún á. Ở trước này có bán bún rồi phải không? Có. Bữa nay mừng chị Xuyến có người yêu mới cả nhà ơi. Đó. Chị Xuyến giấu mà vô tình bị anh Tấn Lai Dung mới phát hiện là hai đứa nó đi chợ bò ớt. Trời ơi, dữ dằn. Tên Mùi Tứ đi vô chợ luôn. Chưa gì là nghe nói là sẽ là trụ cột gia đình nữa. Trời ơi, dữ chưa. Tư, anh nghe thì anh ra lẹ lẹ anh Tư ơi. Quá chừng quá đắt rồi. Tư này anh làm sao mà giờ chị Xuyến mà lén lút mà có một cái người yêu trẻ mà nghe nói là quê ở Long Xuyên nữa. Dạ. Trời ơi. Ông đó ông làm gì ở Long Xuyên chị Xuyến? Vậy hả? Trời ơi, dữ chưa. Bên nhà đó. À là bắt động sản ha. Động sản ha. Dữ dằn hả? Quá chứ ngày Xuyến lên hương nghe. Chưa vợ luôn. Trời ơi, chưa vợ luôn hả? Chưa vợ có ba con hả? Trời ơi, ngộ hả? Chưa có vợ mà có ba con. Trời anh đó cũng không thua gì chị Xuyến ha. Dạ. Đòi nào dung nấy ha. Ừ, đúng luôn, đúng 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 cặp đúng đòi luôn ha. Đòi nào phải dung nấy mới được. Quá dữ. Đòi nào dung nấy mới hợp mới hả? Đúng, 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 đúng. Nồi mà đớp cái thao sao được hả? Dạ. À, Xuyến là có hai đứa con rửa tiếp đó, đã không? Dạ. Ngon quá không vậy? Dạ, ăn hết rồi mà mua quá. Bữa nay mua mấy con cá vậy? Mua hai con cá lóc luôn. Vậy đó hả? Mình nên làm hai con luôn. Dạ. Xuyến là phải ăn cá lóc luôn. Rồi nói vậy là chút xíu có cái ông tình trẻ ông xuống ông ăn rồi. Cá lóc ra mình gan á. Vậy sao nãy không kêu ông mua trên Long Xuyên xuống? Hả? À? Sao ông kêu ông mua trên Long Xuyên xuống? Mắt công chuyện của ổng không lo nhà đất nè. Kéo áo lại chút xíu coi. Trời ơi. Giữ lời lưỡi lối cho cái ông Long Xuyên ông nhìn. Ổng mắc kéo vô chỗ nhà đất á. Vậy đó ha. Ổng buôn bán kinh doanh muốn coi đo đất rồi. Trời ơi, Xuyến giờ có quen được với anh là bên nhà đất đó quý vị. Trời ơi. Nghe anh Tấn tả đó anh chàng đó nãy cũng được được lắm. Anh chàng đó tướng dữ lắm. Tướng dữ lắm ha. Ông ghé đàn ông đo đất coi ấy cho ta cắt nhà nè. Mà cái anh chàng đó là tính tình được không? Được thì. Sao mà nghe ông Tấn nói đó nó bị khiền khiền á. Khiền làm sao mà ta làm được cái đó. Gì hả? Làm được cái gì? Làm được cái gì? Ta biết cái này kia vậy đó. Ừ, cái gì nói cho vỏ chạy vàng cần. Ừ. Nó giật mình mà. Dạ. Cái chừng nó dò dập hết. Dập hết rồi còn gì nữa. Vô bỏ miếng núi á, quậy sơn cái cho nó ra mấy cái thuốc. Rồi còn mấy cái ấy không kìa chị Xuyến ơi. Còn cỏ không kìa. Cỏ còn cỏ với gôm không kìa. Cỏ với gôm nhóc kìa. Ừ. Bỏ vô miếng muối á chị Xuyến, sẵn đây nè, bỏ vô miếng muối quậy cái. Ít nước thôi. Nhưng mà ngặt cái rồi. Rau mà hình như bỏ muối vô anh quậy mà anh ăn không hết, anh để lâu nó hơi hư tà. Cắm hết cho ăn, cắm hết luôn ta. Ăn trong ngày không sao mà để qua ngày hôm sau úng chừng. Mình ăn trong ngày thôi chứ rau đâu có để bữa sao. Không, mình nói chuyện mình ngâm hết rau này luôn. Hết luôn. Ngâm hết thì ít thôi nghe, bỏ một chút thôi nghe. Trời xà bông hay muối vậy? Muối xà bông. Muối hả? Trời ơi, lộn em nổi. Muối mày đỏ ở đâu ngoài nhà tắm gì trời. Đỏ vô hôm nay. À, đây là nguyên một đồ kìa. Trời ơi, vừa nước nó vô rồi chị Xuyến ơi. Vừa nước nó vô rồi kìa. Đâu sao? Cái này ba nấu chưa chừng ba mua cái 5.000. Thôi ba mua cái 5.000 vừa mới rồi nấu một nải chuối. Nó làm đu bu cái trả tiền lộn cái không có nhớ nữa. Bà đưa tờ 20 mà mình nhớ mình đưa bà có 10.000 à, bà thòi lại rồi lo tính tiền cái quên. Bà đưa trước 10.000 sau đưa 20 tờ thòi lại 10.000 mới rồi. Đưa 20 thì mới ra bà bán vừa bà em đưa có 10.000 bà nói em đưa bà 20. Bà thòi em lại 10.000 em mới đứng em suy nghĩ. Không có trả lại người ta luôn. Trả lại đó, em nói em nhớ có 10.000 bà kia thòi mà sao bà này mới đưa em 20. Chị trả lại ha. Chị trả lại như bà đưa lộn mình 10.000 đó em trả lại bà đó. Em lo tính tiền cái đó mà em quên á, rồi ngâm đi. Ngâm đi. Tắt nước. Đâu mở ngoài chi á. Rồi đi ra chậm lấy cái thao nó rửa cá. Dạ. Rồi lấy thao rửa cá đi. Cái thao bự chà bả. Đúng. Ừ vô lấy thao bự chà bả đi. Đúng rồi, bữa nay Quyền giỏi hơn như. Đó thì giỏ mâm lên kìa, con giỏ mâm lên có thao đó. Như này không giỏi. Chứ gỗ, lấy cái thao trước thì hả lấy gỗ. Như ghét quậy quá, không giỏi bằng Quyền rồi. Thôi làm luôn đi. À, vui rồi. Trời ơi. Trời. Ngoại Hằng Châu nó được cái lắm. Thiệt tình luôn á Xuyến ơi. Ta đang thèm bự mà cứ mà đi hoài luôn cái này.
thử cho bà nội luôn. Em không? Ừ, đẹp đẹp đẹp. Sữa nhóc á. Ừ. Chảy nước miếng, chảy nước miếng. Sữa nhóc luôn á. Muối xíu ơi. Hả? Con này. Con này sao? Để miếng nước mẹ lại cạo con kia. Cạo cái này. Để con nữa làm. Để cho mẹ làm. Chảy nước miếng, chảy nước miếng. Ngon ha. Chưa. Ừ, nhóc luôn, nhóc luôn. Nhóc luôn, nãy giờ nhóc luôn. Nhảy hoài. Quá thế. Mà nó chỉ xíu mặn cái áo cổ cao đi. Đây, đây, nó chui vô gì chứ. Ủa, chạy đâu rồi? Bấm nữa, bấm nó rửa muối nè. Rửa muối ha. Ủa, sao nó còn mới mới nữa kìa. Thả nó đi. Vậy là mạng nó lớn, thả nó đi. Em gọng nó đi hoài gì, em gọng ớt với cá đi hoài gì. Mà có đi cái lóc bự dưới đây nè. Với ớt nữa. Đi gần nửa thùng ớt đó. Trong nhà tắm gì mà gọng cá lóc cái lớn thì mở đi không hay luôn. Cá lóc 60-70 kg mình đi kìa. Đi lan ngoài kìa. Đi lan hả? Giờ mình định quay cá lóc nữa. Quay rửa nè. Dính nó trời nè, ông cố rồi. Không biết từ nào con nát cái giờ. Ra đi mẹ lăn. Hai con nè. Có ba hai con đi. Hai con đi ha. Rửa cái mâm mày luôn xíu, đặng hồi. Thôi giờ tao đi xin phép tạm dừng video tại đây nghe quý vị. Hẹn gặp lại cả nhà.